khác người ơi. Vi Hằng làm dáng cái coi. Vi Hằng cười lên nào. Làm dáng đi, làm dáng cho ba miếng dưa vào mồm đi. Ba miếng dưa vào. Đó. Đúng rồi, anh nói cho gì người ta mà bỏ á. Chín chưa thử ơi. Thử nha, thử trước nha. Đập cái ly vào đầu đó. Anh bên kia kìa, anh kìa, tụi nó quậy canh bạch mà không quay. Quay xong rồi bên kia kìa. Quay quá trời rồi. Qua đây quay gì? Quay gì? Quay đồ ăn, quay đồ ăn chú. Lấy hôn cảm ơn này nha. Cái này nó rãi có cái cầu rãi nào không? Đó bên mình đó mày khói quá rồi. Hả? Mày khói quá. Cái này là thanh niên ăn mình xong rồi ngồi lén ăn mình xong rồi quay là coi như là che mặt rồi, không dám để lộ mặt rồi. Không phải phim. Đừng diêm đồng đội nha. Lộn quá chết hết hay không? Đấy này bé. Đi lại cái xe là hả? Đi lại cái xe là hả? Vậy cái đó là nơi ấy còn tuyệt vời phải không? Á đồ. Á đồ. Xuống tắm em. Hả, xuống tắm đi. Sợ nước hả? Sợ nước thì phải bay xuống nước. Mê, lấy giờ lấy độc gì độc chứ. Giờ 30 hot trở thành team nướng cá chuyên nghiệp luôn nha. Cung cấp cá đến tận nơi cho bất cứ ai đặt hàng. Đây. Ôi, chạy không? Không. Chà cái mặt đấy thôi. Có cồn kìa. Thôi đâu có đốt đâu. Không, lấy cồn chà nó đi ạ. Ờ đúng rồi, cồn. Để khăn giấy á, nhúng miếng cồn vào. Ờ, lấy trời. Không sao đâu Nam, ngày mai là hết à. Trời ơi, mà, chỉ mà chở luôn cho rồi á. Em nhìn anh này. Con nở đỏ hả? Anh nhìn. Khéo ba con này, ba con nhỏ nhất. Ôi,
đấy, còn đâu ăn? Còn đâu ăn? Coi bị cầm á, bên kia kìa, bên kia hả? Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. 1 rưỡi, 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4. Khi nào tới 100 rồi nó được ngừng nha. Tiếp, chưa hả? Anh phải để em nghỉ sức. Thôi bây giờ làm lại nha, anh đếm từ nào tới. Anh phải để em ngừng sức chứ. Nhiều quá. Đi nữa để mấy thằng tổ trưởng ra hay cắn. Giải thưởng nói chung là anh cứ đăng 1 triệu. Tuấn, vô hít đó chú. Xem người nào hít được nhiều nhất nha. Cho anh tiến cho anh tiến cứ treo giải có người. Rồi chuẩn bị ha. Tuấn à. Khi nào mà Tuấn tới 10 á là thắng nha. Ai cứ cần cho tới 10 thôi. 1. Bắt đầu nha. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. Khi nào tới 10 mới thắng mà. Cái gì? Anh mới đến tới 11, 12 chứ anh đâu tới 10 đâu. Chưa. Rồi, chào các bạn gái. Vừa mới đi cởi quần xong. Trời ơi. Trời ơi. Dân ơi. Tuấn cọp leo cây ghê ta. Quay cọp. Ơi lại thấy một Vi Hằng nữa kìa. Khỉ à. Rồi. Múa cây. Vi Hằng ơi múa cây. Múa sao mà lộn đầu. Thế giới này loạn hết. Qua wow, có ba đứa tự sướng dưới bìa quên dưới suối à. Ông này là đang làm gì vậy? Vơi bà không cho nằm đâu, đi xuống bà nhìn kìa. Trời ơi làm dáng à. Em Vi Hằng ơi, giờ em làm y chang con khỉ anh quay coi. Em con khỉ nó kêu như thế nào kêu ơi. Tới giờ em biết con gì hả? Anh chụp em một cái vậy là được rồi. Anh xuống sao mình làm vậy bo nó khoái rồi. Anh chở nó không xuống ơi. Tôi giờ bây giờ ba đứa bơi đua đi. Đứa nào ôi bây giờ có trò chơi nè. Bây giờ vua bơi đua nha, đứa nào đập đầu vô cái mỏng đá kia trước á là thắng. Đập đầu vô. Ừ chơi nha, chơi nha, ai làm rớt điện thoại em tí Đình ơi, Đình, chú anh mình chú.
sinh. Tiền ơi sao không xuống dưới tắm đi em? Lạnh lắm không? Xuống dưới tắm đi em. Xíu đi. Giờ cho ăn gì đi rồi tắm chứ tự nhiên chứ. Sáng giờ có ăn gì đâu mà bắt nhỏ tắm. Thì xuống tắm xong rồi ăn. Chưa ăn mà đòi tắm. Ăn không tắm. Ăn xong tắm rồi thật á. Kiến. Xuống đi em. Nguy hiểm. Kiên lửa. Vi Hằng, bây giờ em làm một tư thế nhảy bơi đi. Người đỡ đi em nhảy cho. Bơi. Ê tiếng nhỏ. Đỡ Vi Hằng rồi, Vi Hằng kêu rồi, bây giờ phải có người nằm ở dưới cho nó nhảy xuống. Đó đó, chú nằm ngửa ra Vi Hằng nhảy đè lên. Chụp được mấy tấm rồi? Quá chụp xong rồi. Chụp này chụp chơi chứ còn chụp mà kia đâu có ai. Tí nó chụp. Đợi chơi xong đi nghỉ mệt xong rồi. Anh đi không hết pin thôi. Tại vì đi mệt đuối giờ cho tụi nó nghỉ ngơi chút đi. Nó chơi lấy lại sức rồi. Tụt quanh. À thằng Kiên kia coi chừng là rớt xuống dưới đây là coi như là xong á. Trời ơi. Hả? Em vô tôi điện đi qua. Đang quay phim không phải chụp hình. Rồi, một cánh hai kìa, ghê chưa? Rồi, thua. Dính nè.
Sâu vô có đá thì đứng. Sâu lắm. Ai? Hai đứa. Chạy đi. Chạy đi. Giờ cho tôi một cái mà y tá này nọ đó kia là cần có chữ ký mấy ổng để buôn bán hay làm lại đó. Giờ mấy ổng cũng như là mình quen được. Giờ ổng biết là giờ vẫn hết đâu. Như là mình cần thì mình mất hết cả mọi người luôn. Bây giờ cứ mỗi mình ăn cái chữ mình sao mà đâu biết được. Đâu rồi? Chị chơi đâu rồi? Hả? Đúng rồi. Chị xuống đá. Ừ, đang chụp gặp hai chân nằm ở phút. Đúng rồi. Chị chắc thì mình nhắc rồi. Xem bây giờ có mấy ông có tập hợp được hay không? Bây giờ là... Cái đó giữa nhau xác nhận là phải cần chỉ tiến tài là chỉ có 2 người đó. Cũng có 5 người. Và tôi nói chỉ có 2 người thì đâu được xử lý đâu. Tôi còn bắt được phải là 3 người là tính rồi. Đây 5 người tính rồi. Chưa chào đủ không? Bà tôi vừa đồng đội mà vừa chơi.